Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 18 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, vào ngày 12 tháng 8 năm 2012, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Giang bắt quả tang tại nhà ông Nguyễn Văn Lường, sinh năm 1966 ở thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. 14 đối tượng đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Thu giữ gần 180 triệu đồng trên chiếu bạc và trong người đối tượng, một bộ bài và đồ dùng để chơi sóc đĩa, một xe ô tô, 3 chiếc xe máy. Các đối tượng trên đều thường trú tại các huyện Quế Châu, Văn Giang và thành phố Hưng Yên. Với thủ đoạn tinh vi, đã chọn địa điểm tầng 2 nhà kiên cố, có gắn hệ thống camera và người canh gác nhằm tránh sự phát hiện và gây khó khăn cho công tác nắm tình hình của lực lượng công an.